Dù lê đà số tiếp cầu bì, song cựu chiến binh Trần Ngọc Thịnh, chú tổ thí Phường Ngọc Hà, thành phố Hà Giang, vẫn binh bẩn hạt đầy mạc lê phong trào cúp bản đảng. Nhân đề kế thịnh, nên nương để những cựu chiến binh mới lại cố gắng đã hạt kinh chút đường đà. Lúc tàu ma bản có những khó khăn của tơi thổng, kế thịnh quyết tâm ta khổ giác bằng cách rút mày cảnh. Nhưng vì còn kế rút án khoảng chút nâng cốc mày cảnh đại đồng, lúc có với cổng hạt kinh, kẻ cũng đặt rút thêm nửa chất phát cốc mày cảnh đại đồng. Do chịu khó học thảm, theo học tại lớp tập huấn một cái rút cái trầm bài cảnh, do hành mà liền ké, khi quảng đầy bạc người rút bài cảnh, cấp chống mang ngân thụ đằng đần hạt đường đà. Thực hiện cái lời bác dạy thì đối với cái cá nhân gia đình của tôi thì trước tiên phải dạy. Hết theo cầm bác cháu, đến lên khỏi, tục quán, le thon cháu hẳn đúc đàn cúc là đại đường, thanh ngoan, thòn thư giỏi, cấp la phải là gương đung, quay đục làn học hết theo. Phát huy phẩm chất cần bộ đội bú hồ, đã ở thi căn khế quảng hay kinh, các bên những đồng góp, khâu dịp, văn xóa ít bẩn sốc, văn thỏa thích chất bẩn chất, ơi đồng bắt đồng góp hơi những đường chào khó khăn. Bản thân khỏi, lúc giờ cũng học theo bác báo, mở bạc đoàn kết, phát huy tính dân chủ xuống cơ sở. Tốc năng ba nghỉ hiệu, khỏi lúc giờ cũng cố gắng học tham, lại cần táng hay kinh giỏi, vậy là ông cũng hẳn đi mạc xuống đường đà. Tương hẳn có phần khế quảng bức phong trao thì càng hẹn kín chú đỡ phường đà. Mang cái nguồn lợi cho gia đình và cũng là góp phần cái thúc đẩy cái phong trào của địa phương lên. Đã ăn đơn rú lồn quảng, mê đo lên đồng của cái. Cựu chiến binh Vũ Ngọc Thành, chú Phương Quang Trung, thành phố Hà Giang đần đẻ. Làng đại bị, tức là học tham bức kinh nghiệm lại mô hình hẹn kín. Kẻ thành, chúng ta lành gần của, khai quán, buôn bản mưa lên nông sản nông nghiệp. Khai này đừng kẻ thành, mì thầm quán khai hàng chú thành phố Hà Giang, huyện Vị Xuyên, trong huyện Bắc Quảng. Lại quán khai hàng của đường ké, chỗ mắc việc kẹp hàng thêm sốc cần táng, đến một cân đường để tự hạ thẳng sốc chiều một cân đào bường. Đến bản đỉnh của cân bộ đội bu hồ, giam nghỉ, giảm hẹp. Kẻ thành đã bế quán đáy khó khăn, khai quảng về khai kinh của đường lạ. Mì điều chắc hẹn kinh giỏi, kẻ thành nhà tổn hẹn đi bạc đại việc kẹp của chi hội cựu chiến binh, chia bén, đồng viên đến lại đường cựu chiến binh lúc khai chấp. Bản thân tôi từ khi rời quân ngũ trở về địa phương công tác, bản thân khỏi lúc ốc ngủ ta mà bản từ nhân toàn là học đẩy mở việc thú ý, khỏi đã áp dụng đầy mạc cộng thực tế hành kinh quân đơn đà công hướng đơn đà bị điều kiện kinh tế đẹp nhạc đã ở tư thống công phản khỏi thôn cháu đục quốc đà cấp ái đục là theo học ngành thú ý này nè cựu chiến binh lúc ta mà bản nè khỏi cố gắng học theo gương đồng quốc bác đã lựa chọn cho những người chiến sĩ cách mạng là làm theo tấm gương Hồ Chủ tịch. Vì xin đừng cầu bác sốc tiếp, nghe theo cảm ơn lòng của nước trần, kẻ Trần Đức Phú khẩn tăng tông quần. Nhờ chịu khổ tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức tác phong của cần lính, kẻ đã để kết nạp khổ đảng. Lang thăm vì phục vụ đỡ quân đội, kẻ để ốc cùng tao ma quỷ chú đàm tình. Nghe theo cảm ơn lòng quốc đảng cấp nhà nước, kẻ thập bảo đến đình đà khẩn lập nghiệp chú xã Trung Thành huyện Vị Xuyên. Bài quá biết chắc lại khó khăn khuân đình hay kiến chú tìm bá hạ thân đại đừng kẻ đã bị sở thống hắt à điểm chút lên ông bảy kiến bác cấp trang trải đình tôi tù thì tôi phát huy hết tốc độ về cái bộ đội cụ Hồ lúc để ốc ngủ ta ma quê khỏi đã tập trung cầu khách quảng về kiệt kiến hết giao hàng đình đà các bên những đồng góp cầu việc xây dựng xã hội. Anh đang phải hư khỏi hết đại những việc này, anh để phát huy truyền thống cần bộ đội bộ hồ, phải quá đây khó khăn, chịu khó đỡ hết kinh. Rồi cái là chịu thương chịu khó, chịu gian khổ, vượt khó đi lên để phát huy từ những cái mảnh đất coi như là nghèo nàn, trở thành những mảnh đất coi như giàu có cho gia đình. Biết điều đo thần hết kinh hết sao hẳn trên đà, kẻ phố nhân tổn hết đầy mạc lại phong trọng quốc xã, lè cân đảng viên gương báu. Kẻ đã đình cháo chia bén với những kinh nghiệm để nằm túc mềm mắt đến tôi tùa hay đang lên cựu chiến binh cùng một cân dân chút đại thôn. Trong lĩnh phát triển kinh tế, hội viên cũng không ngần ngại trao đổi. Đã ở thực tế khi quảng hệ kinh, nay hội viên đã biết xăm với những kinh nghiệm là chắc, đã lên cháo chia bén với những kinh nghiệm là chắc hay những cần ngắm ốc ngủ cùng bò cân dân chút đại bàn. Lên cháo lại hội viên ón thi khăn khi quảng hệ kinh. Quả này mô hình hẹn kín cho mấy đại ngân tụ đảng đần cũng lại hội viện bôn khỏi xây đình cháu tân sân thân châm học cấp hẹt tèo. Các toàn thể bà con dân trong toàn xã là thường xuyên học tập.
Với phương châm học cấp phải theo cầm bác báo, phải đồn đằng, lên phải gắn để hành. Lại cấp hội cựu chiến binh đơn tình đã bị lại việc kẹt về hướng hội viện phải quá những khó khăn, khai quảng hay kinh tại đại khó sắc mảnh. Còn vì lại cấp hội cựu chiến binh bao đêm nhạc đến đại ngành truyền vốn, khai óc lại lớp tập huấn. Hàng hội viên bê cho mưa đại bộ hình hay kinh giỏi giúp đỡ cùng một nọc tình. Hướng hội viên cựu chiến binh mới thêm những kiến thức đảm phúc để đồng mẻ mát các đường tồi tù. Bằng những việc hành thiết thực, hội cựu chiến binh đơn tình đã tiếp tay truyền thống bộ đội bộ hộ đã phát triển kinh tế xã hội, phấn đấu mỗi cán bộ hội viên cựu chiến binh lên những gương đung được việc học hành theo tư tưởng đạo đức phong cách của Bác.